Bạn nhóc đang giật máy nha. Chưa phải động máy, chưa có xăng vô. Rồi, máy nổ rồi. Rồi, tới luôn không? Được không? Rồi, ngồi xuống không định nha. Ngồi xuống, định nha. Rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, xuống tới luôn á. Rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống nè. Rồi, được. Rồi, để cây cho mày. Mà. Còn mới quá chưa. Này còn mới quá chưa. Chưa. Rồi quá phê các bạn ơi, ra sông lớn rồi nè. Đã quá, đã quá. Không hề lắc nha. Ừ, không hề lắc á. Ừ. Rồi anh em mình tạm thời đang nấp ở trong cái khe lá dừa nước này các bạn ơi. Ở đây có rất nhiều dừa nước nè. Đây có rất nhiều dừa nước luôn. Dừa nước. Hôm nay mình sẽ đi quay video clip thu hoạch dừa nước cho các bạn xem nha. Tắp lên đây, tắp lên đây chút xíu rồi bến nhà người ta rồi. Rồi tắp vô rồi tắp máy đi rồi là lần luôn. Rồi bây giờ anh em mình vô bờ để uống nước mé. Uống nước mé gì? Nói mà nói là uống tay gơ. Uống nước mé BD quá à. Đó, uống bà lúa bị rồi. Chưa cột dây mà. Không dây đâu. Dây cột kìa. Dây đâu cột. Lên mua ngồi thôi, ngồi đi uống. Được rồi. Chảnh chỗ đâu ngồi. Có mẹ quén rồi nha. Cái chỗ ngồi đi. Nó đi gọi hoài. Rồi. Rồi, tiếp tế liên thực à. Nguyễn ổ bánh bông lan luôn hả? Rồi, đói nè. Rồi, quá đói rồi, quá hợp lý luôn á. Hồi nãy quên. Đã quên dặn nhóc mua đồ ăn á, không ngờ là có luôn. Rồi, quá mát rồi. Rồi, quá đã rồi. Bánh mày đâu? Rồi, bây giờ anh em mình chuẩn bị trên đường khởi hành về cái rạch ở nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trước, ngồi trước, ngồi trước. Đấy, bay rồi. Sống mà tao không biết gì đâu. Chạy nhanh tiền. Tao có 7 ngựa.